Chào mừng các bạn đã đến với Funas Việt Nam. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn sản phẩm rèm che nắng giếng trời tự động. Rèm che nắng giếng trời tự động là giải pháp thông minh, giải quyết yếu điểm của giếng trời khi lấy ánh nắng quá nhiều. Là một sản phẩm rèm mới xuất hiện trong những năm gần đây, rèm che giếng trời là giải pháp hiệu quả, giúp ngăn cản bớt ánh nắng trong thiết kế nhà, lấy gió, lấy sáng của giếng trời. Mẫu rèm này được điều khiển bằng remote, nên có thể thu vào và mở ra rất đơn giản. Rèm che giếng trời trên thị trường hiện tại có hai loại, là rèm trần phẳng tự động và rèm xếp ly tự động. Sản phẩm rèm che này sử dụng vải bạt chất lượng cao, có khả năng chống tia cực tím cực tốt. Rèm che nắng giếng trời còn giúp ngôi nhà tăng thêm tính thẩm mỹ, sang trọng. Bạn nên cân nhắc sử dụng combo giếng trời tự động kết hợp với rèm che giếng trời tự động để giúp ô giếng trời của bạn đa năng hơn, vừa lấy gió, lấy sáng, che nắng, trao đổi không khí. Tất cả đều rất tiện lợi. Hãy kết nối với chúng tôi theo số điện thoại 0705 702 708 hoặc truy cập vào website funas.vn để được tư vấn chi tiết kỹ hơn về sản phẩm. Xin cảm ơn.